Trời ơi, mình lại ngủ quên sao không ai gọi mình dậy nhỉ? Trời tối rồi, hôm qua mới ngủ quên đến 6 giờ tối. Mới về nhà thôi mà, giờ nhìn chắc cũng 1 giờ sáng quá. Đi về thôi. Bạn ơi giúp mình với. Có ai gọi mình vậy? Ồ làm gì có ai, chắc mình nghe nhầm. Đi về thôi, không bị mà bắt bây giờ. Cuối cùng cũng về đến nhà. Tắm cho người thơm tho. Tắm xong rồi. Vào tủ lạnh xem còn gì thì ăn tạm xong mình sẽ đi nằm một tí. Còn mỗi cái này thôi, ăn tạm vậy. Đi nằm một tí thôi, nào buồn ngủ thì mình sẽ ngủ. Ô mình cảm giác có ai nhìn mình vậy? Bạn ơi làm ơi giúp tôi với. Ai vậy? Giọng giống nãy mình ở ngoài cổng trường. Ở đâu rồi? Ơ bạn là ai mà trong nhà tôi? Xin hãy giúp tôi bị bạn thân chơi xấu đẩy xuống sông và tôi không biết bơi nên đã bị tắt thở. Nhưng bạn là ai? Điên con này ngu thế, thì tôi đã mất nên bây giờ tôi là hồn ma, đi lang thang để tìm người giúp đỡ tôi báo thù. À hóa ra là vậy, tôi sẽ giúp cậu báo thù vì tôi cũng rảnh. Hắn ta tên Win, hình như là học trên lớp của bạn đã. Hắn ta ngồi bàn thứ hai tổ một tóc màu xanh lá. Tôi chỉ nói thế được thôi, giờ tôi phải đi đây. Ờ ba ba, thôi đi ngủ đây nói chuyện một tí mà đã buồn ngủ rồi. Sáng rồi sao? Mình phải chuẩn bị để báo thù thôi. Đi về nhà bố mẹ đánh răng kè thôi. Xong rồi. Đi đến trường thôi. Chào em. Ừ chị là ai vậy? À chị là bạn của anh em. Em là gì có anh đâu. À chị là bạn thân của chị em. Chị em bảo là gặp chị ấy ở quán cà phê, bảo chị dẫn em ra đấy để nói gì ấy. Dạ vâng. Chị ơi làm gì có quán cà phê nào ở đây đâu. Sắp đến rồi, đừng hỏi nhiều. Dạ vâng. Em ơi giúp chị nhặt đĩa gà kia được không? Tự nhiên chị lại để đấy mà chị lại bị mỏi chân. Dạ vâng. Xong rồi về thôi.